vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria trinh vương mến yêu mẹ ơi, con say xưa cùng đàn phương trầm lắng. Maria trinh vương vương mến yêu lòng con, xin giơ tay ban hồng ơn tràn đầy trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu, xin mẹ chở che lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống nếu không có mẹ ủi an. Như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria trinh vương mến yêu mẹ ơi, con say xưa cùng đàn phương trầm lắng. Maria trinh vương mến yêu lòng con, xin giơ tay ban hồng ơn tràn đầy. Âu sầu con ngước trông lên mẹ, xin mẹ ủi an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến sẽ luôn có mẹ chở che. Như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria trinh vương mến yêu mẹ ơi, con say xưa cùng đàn phương trầm lắng. Maria trinh vương mến yêu lòng Kính thưa quý ông bà, chị em, đặc biệt quý chị em phụ nữ là những người bà, là những người mẹ, là những người vợ, là những người chị ở trong gia đình. Quan trọng nhất của trong cái chương trình chuyên đề của ngày hôm nay, giáo hội, xã hội cũng như là gia đình luôn ý thức được cái vai trò của người phụ nữ thật là quan trọng là chừng nào. Và cũng như là cái bài múa Trinh Nữ Vương mà khai mạc cho cái chương trình chuyên đề hôm nay của gia đình Đa Minh đã cho chúng ta thấy, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương và trao ban cho nhân loại chúng ta một người mẹ thật là tuyệt vời, đó là mẹ Maria, người mẹ mà là mẹ của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, và cũng là người mẹ mà chị em phụ nữ chúng ta
và cả những người đàn ông của chúng ta, người nam, nhìn lên và bắt chước vì muôn hồng ân mà Chúa đã ban cho mẹ. Trong cái tâm tình đó, tôi tuyên bố khai mạc cho cái chương trình lễ hội cũng như là cái chương trình chuyên đề ngày mùng 8 tháng 3 hôm nay của giáo xứ Tân Phước. Con xin được cảm ơn cha chánh xứ rất nhiều.